Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiểu Yêu Tâm Đạo nha. Hôm nay thì chúng ta có sự kiện mới liên quan đến thần điện luân hồi. Đấy, tinh quá anh em ơi. Ui giời ơi, chờ mai anh em ạ. Xả thôi, nhịn nhiều quá, sói thận chết dở luôn này. 433 vé đúng không? Còn 27 lần nữa là sẽ có truyền thuyết là thần thoại này, hy vọng là thần thoại đi 12 lần đúng không? Đây, thần thoại bách trưởng, nó là truyền thuyết thôi anh em ạ. Hai con đấy mình lại đếch cần dùng nhỉ. Rồi luôn, tiếp tục. Ôi ôi, đại minh vương này. Ôi ôi, hà mã. Ôi ôi, cá. Ôi cá. Ui, liễu đạo chân à, mình không lấy, anh em nó trên né thì cần thôi, mình lại cắp cần. Trời ơi, cho tí gọi là tiểu long nữ đi xem nào. Ok, tiểu long nữ. Ui ôi, khấn vãi cái trưởng luôn anh em ạ. Ui giời ơi, quá là ngon lành luôn anh em ơi. Không ngờ mình khấn lại thiêng thế. À bá này. Ô, lần này chưa đến mốc ra thần thoại, thế thì nó đã ra gọi là một em nữa rồi này anh em. Tụi em đấy thì không được ưa chuộng cho lắm anh em ơi. 62 lần nữa thì mình sẽ có thêm một em truyền thuyết là thần thoại. Lúc nãy ra truyền thuyết rồi thì hy vọng bây giờ nó sẽ ra thần thoại đi để nó cân bằng lại. Thụ yêu à, tại thụ yêu này. Rồi 17 lần đúng không? Lần này được cái gì? Thần thoại đi. Ôi ôi, nhưng mà lại thủy quan đại đế. Nay ra liễu đạo chân rồi lại còn thủy quan đại đế, chán nè. Bực thực sự luôn anh em ạ. Ô, bảo ký các chủ như ra mấy em rồi. Ôi, à, thêm luôn một em nữa khi mà chưa đến mốc này anh em này. Để xem đến mốc thì được em gì nha. Ây à, ngon này, tam nhãn chân quân này. Hà bám này ra nhiều thế. 22 này, 12 này. Lần này được em gì đây? Thần thoại. Ui giời ạ. Hôm nay chính ra môn phải né là mình thấy có đại bằng vương này, có thủy quan đại đế này, rồi kẹp thêm cả liễu đạo chân nữa. Ôi ôi, ra nhiều thực sự luôn anh em nhá. 93 lần nữa đúng không? Thế nào? Ấy, ngon này. Perfect. Được luôn anh em. Ok, ám thế nhở. Ôi dồi, 17 lần. Ôi ơi, còn 7 lần nữa à. 7 lần nữa thì mình sẽ nhận quà luôn. Luân hồi điện này. 1 6 11 này. 19 này. 27 này. 35 này. 43 này. 43 cộng 8 là bao nhiêu nhỉ? 51 52 2 cộng 4 là mấy? 56. À đây sang vòng 2 rồi, giật cả mình. Ok luôn anh em ơi. 56 cho đi nốt xem nào. Ý, 59 vé này. Đây 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 đây. Ít ra cho em này ngon hơn đi. Rồi luôn lại liễu đạo chân. Vãi cả nhái ạ. Ôi dồi ôi, hình thiên. Đấy, đủ combo né luôn anh em nhá. Cán thực sự. Rồi lại đại bằng vương. Hay cú thế nhỉ. Thế nào. Đây rồi, thêm phát nữa đi anh em ơi. Ấy, được hai phát luôn này. Được hai phát luôn này. À, wow, thế là mình nâng cấp đến tiểu long nữ, thêm được có mỗi một phát nữa thôi. Chán chưa. Ai, em này thì được hai phát này. Rồi luôn, quỷ tướng nâng cấp được thêm một tí. Ok. Ê à, đại sơn yêu nè. Đây luôn em ơi. Bảo khí các chủ nè. Lên luôn. Có em nào có thể ưu tiên được không nhỉ? Đây này, mấy em xanh xanh này là nên ưu tiên này. Ôi giời ạ. À, em này lần đầu tiên mình có luôn này. Oh wow. Thêm em này nữa này. Có hút máu à. Hút máu thôi không ưu tiên lắm anh em ơi. Để đấy làm nhiệm vụ nhá. Suy yếu trị liệu này cũng được này. Khắc chế mấy cái bọn né. Rồi ngon luôn. Tiếp tục cái này là gì? Nhạy bén à. Ơi nhạy bén được này. Hợp lý luôn, chỉ số nhẹ bén nó cứ phải gọi là ôi giời ơi mà, ngon lành đấy. Thì yếu trị liệu thêm nâng cấp nốt. Em này là cái gì đây? Cường hóa linh thú này, ôi. Con. Lên luôn. Cường hóa linh thú, em này là cái gì? Thủ à? Thủ thì có cần không nhỉ? Không cần lắm, HP chưa cần lắm. Công nè. Ok.
cá này tăng suy yếu linh thú à? Mày, tao phải nâng cái này lên. Các chế mấy cái thằng chơi ứng long cú lắm rồi. Đây tăng gì? Cường hóa linh thú nữa này. Ôi ngon. Đây. Cái này là gì? Suy yếu trị liệu. Suy yếu trị liệu luôn. Ghét mấy cái thằng né. Ôi. Ghét mấy cái thằng né luôn. Nhạy bén. Ôi hợp lý luôn. Lên luôn em ơi. Wow. Chỉ số tăng nhiều đấy. Ủa. À anh em nhớ con tóc ngắn này nhá. Con tóc ngắn nó cái tròn tròn ở đầu nhá. Tí mình không nâng lại nó nữa này. HP này, đến con này rồi này. Đây là cái gì công à? Ơ được luôn. Công này, con này tăng cái gì đây? Phản công thì thôi. Né thôi luôn. Bạo kích được. Hợp lý. Nâng luôn anh em nhá. Cái nào cần thiết thì nâng trước, còn không thì để làm nhiệm vụ của vận may ấy. Dành cho những em nào chưa biết thì trong cái nhiệm vụ vận may này thỉnh thoảng nó sẽ có chiêu mộ tinh quái, nó lại cần phải nâng cấp cho cái con tinh quái cơ. Đấy mà trong lúc thời gian là mình tích lũy, mình không muốn xả vé thì mình để sẵn đấy. Lúc nào cần nâng cấp thì nâng cấp luôn. Đấy, những con này nó cũng chưa cần anh em ạ. Đây là tăng gì? Choáng này, ơ thiên đường luôn. Cái đâu nữa nhỉ? Này đúng không? Nhạy bén này, ôi nâng luôn. Đây là cái gì đây? Né. Đây là nâng cái gì? Thủ. Đây là cái gì? Công này, ôi. Perfect. Đây là cái gì? Thủ, quên. Né. Hà bá nâng vào cái gì đây? Hút máu à? Đại bằng vương phần công à? Liên kích này. Ok. Choáng này á. Được. Nếu đạo chân thì tăng thủ à. Đại minh vương thì HP. Thôi được, tăng lên đi. Công này. Ôi giời. Không ngờ em đào, đào. Em tiên nhân bàn đào đấy lại có cái chỉ số là tăng công anh em ạ. Ừ, ảo thật. Thế thôi. Liên kích luôn này. Hôm này tăng cái gì? Bạo kích này. Rồi, còn lại mấy cái em này thì để lại làm nhiệm vụ anh em nhá. Xem có em nào mà HP không nâng luôn. HP cũng được. Đây em này. Em này có HP. Ủa. Ở thủ cũng được, cũng cần thiết, cũng cần phải nâng đấy. Rồi. HP này. Ôi nhiều luôn. Thủ tiếp này. Ok, hết chưa nhỉ? Tạm tạm, hòm hòm. À, cái này lại thủ nữa này. Hết rồi đấy. Hình như mình nhớ không nhầm là hết rồi. À, đây lại thủ nữa này. Cứ thỉnh thoảng lòi ra tí anh em ạ. Phần công, hút máu, né, né. Rồi, đấy, mấy con này để lại làm nhiệm vụ nhá. Cộng hưởng bắt đầu này. Kích hoạt thêm dòng nữa. Tăng cấp được khá khá. Ôi, hôm nay yêu lực lên được nhiều phết anh em ạ. Xả một chút cái vé tinh quái mà tăng được nhiều ghê ấy. Luôn như còn cái gì nữa. Ôi 2,6 ức luôn này. Ôi vãi trưởng. Được cái chứ. Nhờ anh em nhờ. Đúng là hợp lý. Để mình xem ra túi cần khôn đây. 45 mảnh à. Mảnh phù tang đào ngột tiểu long nữ. Huyền minh sao tử tinh long sư hình thiên. Quỷ tướng hắc kỳ lân. Hiện tại thì ở trong này mình thấy có mỗi em tiểu long nữ là phù hợp với đội hình của mình thôi. Và em đấy thì chơi về lâu về dài nó vẫn cứ là ổn áp, thì cho nên là mình sẽ lấy thêm mảnh tiểu long nữ anh em nhá. 15 mảnh tiểu long nữ luôn. Rồi, dùng luôn này. Đây có 15 mảnh nữa thì là ngẫu nhiên. Ok. À, có ấn ký này mở luôn tí ghép. Rồi. Cái gì đây? Mảnh này. Em nâng cấp được nhiều không? Ôi, cái này pháp bảo thôi, để từ từ đã. Cái này là cái gì? Ấn ký tùy chọn, ấn ký tùy chọn. Hay quá. Cường hóa linh thú. Được. Cường hóa linh thú cũng cần thiết đấy chứ. À, mình không phải choáng, mình đánh bằng linh thú chú tương mà. Thì nó phải là nâng cấp là đúng rồi. Rồi, tiếp tục xem nào. Ây, hay quá. Lên level 5. Úi xời ơi. Dưới 35,5%. Được, tăng thêm một chút rồi anh em ơi. Ngon lành canh đào. Ôi, tính ra hôm nay mình, bây giờ mình mới để ý không ra một em... hoàng đế nào anh em ạ. Vãi cờ trưởng thật. Đùa. Vịp mình hay sao nhỉ. Cộng hưởng này. Lên luôn pha này. 2,63 ức ngay. Đùa đâu anh em. Ổn áp phết nhờ anh em nhỉ. Anh em thấy như nào? Tình hình anh em chơi đến đâu à? Thì reset free tí. Reset free tí. Thôi. Không hy vọng gì anh em ạ. Hết chưa nhỉ. Luân hồi điện vẫn còn à. Gói tinh quái. Một cái á. Bỏ hôm nay mình nhớ là có 4 cái đúng không? Ô, hết rồi à? Hết sạch xanh xanh, sạch bách luôn anh em ơi. Không đùa.
Thế thôi thì hết thì nhờ vào ghép ấn ký xem nào. Nhận thần thông là miễn phí đã. Tình anh em xả vé tinh quái đến đâu rồi, để lại comment ở bên dưới cho em biết luôn nhá. Nhân phẩm của anh em như thế nào thì khoe ở dưới đi, flex ở dưới đi. Tình hình như thế nào? Ok. Ấn ký này. Giờ mình bắt đầu là chờ thêm một tuần nữa là có một cái liên quan đến thần thông ấy, thì lúc đấy mình sẽ tính tiếp anh em nhá. 3% này, bây giờ là thần thông của mình bây giờ cũng hơi cùi, nói chung là còn thiếu nhiều lắm, nó chưa đâu vào đâu cả anh em ạ, nhìn chung là nó vẫn cứ hơi rời rạc tí.